Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn cà ri gà với lại khoai lang và khoai tây nè. Mời cô chú cũng lại một ít rau bó xôi xào. Rồi. Còn đây là phần ăn của khoai tây. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Ăn. À, với lại khoai lang và khoai tây. Hôm nay má khoai tây muốn nấu cà ri gà với lại khoai lang, nhưng mà không có con gà, không có gà mà còn xương, chỉ có trong tủ lạnh còn 4 ức gà. Lấy 2 cái ức đi chiên, còn 2 cái ức này mình sẽ làm cà ri. Khoai sau khi mà cắt ra miếng xong với lại thịt gà, mình sẽ ướp thịt gà, cho một ít nước mắm, ướp thịt gà đơn giản vậy thôi để cho khoai tây còn ăn nữa. Vài lát nữa khi mà mình đang nấu thì mình lấy một miếng ra riêng, ướp một ít bột cà ri. Bỏ thịt gà vô. Đây, thêm nước cốt dừa. Bỏ miếng nước vô. Chín rồi mình sẽ tép ra. La 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 la. Đây, kiểm tra coi chín chưa. Phải múc riêng ra cho khoai tây. Một ít đường, một ít mắm, ít bột cà ri.
cái thịt gà sau khi mình xé xong rồi mình sẽ đi ra rang, rang cho nó khô. Happy rang lâu quá làm biết cho nên bỏ vô cái nồi chiên không dầu, mình sấy luôn cho nó nhanh gọn lẹ đây, làm cho nó hơi khô khô thôi chứ không có quá đậm quá khô ha. Mấy cái miếng dày dày này cũng còn nước ở trong đó. vô bàn ăn thôi. Khoai tây ảo bà cô chú. Khoai tây ơi, con ảo bà cô chú sao? Ủa, giỏi, vòng tay lại giỏi rồi. Ô, sao nữa? Ôi, sắp sửa phi gió rồi. Con làm rớt cái gì đó muộn á hả? Hôm nay gia đình khoai tây ăn gà cà ri với lại khoai lang và khoai tây. Đây là phần ăn của khoai tây đây nè, cơm riêng cho khoai tây luôn đó, hai tô. Wow, đã luôn. Ăn cái gì trước nha? Thấy đặt bó xôi xào. Ok, do business essence. Ok, business ha. Ba khoai tây toàn là những cái trò của khoai tây không à. Để nhắc nhở mắt khoai tây là anh vẫn là một em bé. Đây. Từ từ, nó bỏ con bớt vô ha. Miếng thôi. Miếng ghé cho con khoai tây một ít nước đồ xào này cho nó ngon ha. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Ok. Bác khoai tây làm trò quá khoai tây ha. Nó là mái trứng cà tơ phin, cái nào Việt Nam biết trứng cà tơ phin. Tô, à, thà rô. Quên đi. Nó tùy thôi. Bà qua đây rất là thích ăn khoai sọ. Bà qua đây thích ăn khoai sọ lắm. Mà có khoai sọ ở trong tủ lạnh ngăn đá, bữa mua cửa hàng châu Á mà quên lấy ra nấu cho bà qua đây. Nói chung là đầu óc bây giờ. Khoai tây ăn giỏi lắm mà phải thích ăn. Đầu óc mà không có cái nhớ hết được. Ngon lắm. Nước. Bây giờ dạy cái từ nước, nước là rớt á, nói nghe y xì luôn. Khoai lang ở bên này á là nó giống như khoai lang mặt của mình vậy, nó bở, nó mềm vậy, nấu một hồi. Không biết nó gì cả, không biết sao. Cho chị nghe cho con đánh bài đi. Nấu một hồi nát ra. À, khoai tây, khoai sọ ăn vẫn ngon hơn là khoai tây ha. Má dành khoai lang cho con nha. Khoai lang ngon lắm. Rồi, chú múc khoai lang ăn đi con. Nó xế sợi ra. Dạ, cho con luôn.
Rau rớt cái gì con? Rau rớt cơm hả? Đây nè, lấy lên cho. Khỏi la lên là rớt. Đây nè, à, xong. Ăn tiếp đi con. Không sao đâu con, ăn đi, lắm thấy không? Chờ ba một chút, ba mở nó giặt lên rồi xong ba vô với con liền á. Deutschland Hessen am reichsten in der Welt? Nein. Nein? Die ärmsten. Wir haben die höchsten Steuern und Abgaben und die höchsten Strompreise. Aber nicht mehr vierste? Nee. Noch nicht mal Top 10. Nicht mehr Top 10? Wenn sie? In die USA, Kanada, Schweiz und so weiter. Norwegen, Schweden. Mhm. Aber Deutschland, fünfte? Sechste? Siebte? Weiß ich nicht. Aber wir waren immer weiter noch. Mhm. Warum? So ist das. Aber lief Deutschland immer am, ja. Am besten, am fiesten? The most? Am besten? Am meisten. Am meisten. Gibt Deutschland am meisten Geld in die Europe Union ja, aus? Aber nicht mehr lange. Warum? Ja, wenn nicht mehr da ist, kannst du nicht mehr ausgeben. Okay. Má có thể biết là trong cái khối châu Âu thì nước Đức là cái nước chi tiền nhiều nhất cho khối. Tại vì ở đâu cũng vậy ha, có người nghèo, có người giàu, có nước giàu, có nước nghèo. Ở trong khối châu Âu thì cũng có nước giàu, nước nghèo. Đặc biệt là ở trên cái trang mà biếm họa hay là làm những cái điều mà thiệt là buồn cười về các nước thì má có thể nhớ mặt gì nè. Anh Tây Ban Nha, bắt đầu cho anh đi ra nhóm phòng hôn. Ôi, thiệt là đẹp. Bắt đầu cái anh người Đức. À, con ăn hả? Ừ. Khoai lang. Nhâm 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 nhâm. Bắt đầu anh người Đức mới tới nữa nè. Ê Tây Ban Nha, mày làm việc đi chứ. Mày đó, tới nữa. Làm việc đi, tới nữa. Xong rồi anh tại bây giờ hết có hứng để ngắm hoàng hôn, bắt đầu đi về lại. Ý nói là nước Đức chi rất là nhiều cho các nước khác mượn tiền, dây tiền để làm nọ. Mà trong khi đó ở châu Âu thì tại bây giờ Bồ Đào Nha được mệnh danh là tiền biến. Tiền biến chỉ biết hưởng, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Dạ. Ba ba. Ba ba đó, ba làm sao? Ba ba. Bởi vì á, nước có bờ biển đẹp. Rồi, sao nó nắng ấm luôn.
cát vàng rồi nắng ấm rồi người ta chỉ muốn là biển dập dờ rồi ngắm hoàng hôn thôi, bình minh rồi. Dạ. Không có đi làm. Bây giờ mà dân địa Trung Hải là phải có giấc ngủ trưa. Dạ. Còn người Bắc Âu, người Tây Âu là không có ngủ trưa ha. Họ không có văn hóa ngủ trưa. Thường là mấy nước mà nhiệt đới đồ á, mấy ngày mà nóng đồ á, thường á giống như là Đông Nam Á mình, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thì họ là họ có khí hậu là nhiệt đới, cho nên thành ra là nó nóng ha, là có giấc ngủ trưa, có văn hóa ngủ trưa. Chứ người Đức là không có, người Tây Âu, người Bắc Âu không có. Trong lớp của Mark Batay ngày xưa có một anh chàng, mấy anh chàng vui em, tại vì nó thật ra là nhỏ hơn Mark à. Mark Batay cả một con giáp là học trong lớp, tại vì mình 30 tuổi mới đi học, còn nó mới 18-20 cái nó đi học, cho nên là nó nhỏ hơn mình con giáp. Thật ra nó con giáp cho nó tròn chứ thì khoảng nó 10 tuổi nữa. Cái anh đi thực tập, anh đi thực tập bắt đầu anh nói là tới buổi trưa là bắt đầu cái ôm cái mền á để trải xuống đi ngủ, bắt đầu tìm chỗ ngủ. Anh nói trời may quá là ở trong công ty đó toàn người Đức, nhưng mà có một người Tây Ban Nha như tao, cho nên thành ra là hai người cùng nhau ôm mền đi tìm chỗ ngủ trưa. Nhà người Đức rất là ngạc nhiên, uống tưởng hay hai mày đi đâu vậy, đi tới thiên luôn mà tìm chỗ ngủ trưa. Nhà người Đức rất là ngạc nhiên. Có ăn nè, không có. Cái gì đó mà ăn, nhớ nhớ mà ăn, có nè đó, y xì nhớ thấy không? Đâu có khét gì đâu. Nè ăn nè, rau. Rau. Có không ăn thì bỏ cho miệng má nè. Má ăn thử cho bà Tây thấy nè. Rau mà gì mà ngon. Giống như ngày xưa lúc mà nó bên Tây còn ở Việt Nam á, có mấy anh bạn ở nước ngoài, anh đại khái nhớ là thị xã qua Việt Nam công tác, giờ buổi trưa anh thấy trong văn phòng mọi người bắt đầu ngồi trên ghế làm việc của mình ngủ, đủ tội tới bản cho mình. Dạ, anh thấy rất là thú vị. Khi mà anh đi chơi cái anh khoe với lại mấy đứa con gái Việt Nam này, quen mày quen nào văn phòng đây nè, quá đội anh cười quá trời luôn. Cái con ăn khoai tây, anh má khoai tây với lại người bạn á, thấy đó bình thường, đó là một chuyện bình thường ở Việt Nam. Anh nói chuẩn hưởng luôn, tại người ta không có cái văn hóa đó, cho nên lần đầu tiên tiếp xúc văn hóa buổi trưa là người ta thấy rất là vậy. Người ta biết khoe mà rốt cuộc mình cũng bình thường lại mà nói mình cũng vậy mà. Đâu cái muỗng đâu, cái muỗng khoai tây đâu, cái muỗng khoai tây đâu? Bây giờ nước Đức là về thứ hạng là giàu nữa, là như bà có thể vừa nói là bị rớt rồi, thì kinh tế càng khó khăn mà cái chi phí người Đức mà chi tiêu cho người tị nạn rất là lớn, họ nhận nhiều tị nạn lắm. Mà mọi người biết rồi, người tị nạn từ những cái nước chiến tranh qua đây là mặc dù ở nước họ là có thể họ có bằng cấp học này nọ, nhưng mà khi mà mình tới một đất nước phát triển hơn thì cái bằng cấp của mình nó gần như vô giá trị ha. Là nếu mà mình có thực sự có thực sự thực lực á thì phải ôn lại học lại để mới có thể làm cái trong cái ngành cũ của mình. Nhưng mà theo như má và ta chứng kiến á thì cũng ít lắm, ít người có bằng cấp như vậy, cho nên thành ra là cái chi phí rất là lớn, cho nên là người Đức là họ nói chung cái nhà càng nghèo. Sao con ăn của con? Thêm nữa là người Đức họ không thích đẻ, cho nên là dân số ngày càng già, đó là lý do họ cần người tị nạn nhiều, tại vì người tị nạn thì sẽ cung cấp một nguồn lao động dồi dào. Chứ người Đức không chịu đẻ mà, thì có thể là
đầu tiên là lao động chân tay, nhưng mà với là cái người nước ngoài á, nhất là những cái nước mà ít phát triển, nước nghèo nữa, thì cái mật độ đẻ nó lại cao hơn, cái tỷ lệ đẻ nó cao hơn người Đức. Không biết sao, càng giàu càng ngon lành đó thì người ta càng ngại đẻ, tại người ta muốn dùng cái thời gian đó để mà hưởng thụ cuộc sống chứ đẻ con nuôi con. Tại đẻ ra một cái từ bắt đầu mà mang bầu miết tới khi nào mình chết thì tâm trí của ba mẹ lúc nào cũng lo lắng về đứa con hết. Từ khi đi chơi con lớn rồi mà vẫn còn lo lắng. Mía cho nên người Đức họ ít thích đẻ lắm. Tay mà mặc dù là cái chế độ sinh sản rồi ở nước tôi cũng tốt. Ví dụ như nếu mà mình đi làm mà mình có đóng bảo hiểm đàng hoàng thì tất nhiên là y tế là hoàn toàn miễn phí, trừ những cái yêu cầu về làm đẹp hoặc là từ bản thân mình yêu cầu, giống như là nếu mà răng hư thì vẫn được y tế thì răng nha, nhưng mà mình muốn cần răng rau con rau đây nè con. Mình muốn trồng răng hoặc làm đẹp răng, miền răng thì tùy theo cái mức độ bác sĩ đánh giá thì mình phải sẽ trả bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Ăn rồi như tim sinh viêm gan siêu vi B là do cái bệnh này không có nguy hiểm ở nước Đức, cho nên thành ra mình muốn tiêm là do mình yêu cầu mình phải tự trả, ví dụ vậy. Ngoài ra thì được miễn phí về mặt y tế hết, là tại do mình đi làm mình đóng bảo hiểm y tế, cái tiền bảo hiểm y tế là mình đóng, cho nên thành ra là mình sẽ được miễn phí đóng bảo hiểm rồi. Ba em đến được chưa? Sao ba ba sao? Còn mấy em bé thì được trợ cấp tiền em bé hàng tháng thì được hả? Ba ba. Nhưng khoai tây là được 2 triệu mỗi tháng nè. Ngoài ra là theo như má khoai tây biết á, là ví dụ như mà mình khai được cái mức thu nhập của mình thấp hơn so cái chi phí phải chi tiêu hàng tháng, hoặc là ba mẹ ở nhà chăm sóc con rồi thì được tiền phúc lợi xã hội. Ở bên đây người Việt Nam hay kêu là tiền xã hội á, đó là tiền cho những cái gia đình nghèo ha. Còn những người già, mà ví dụ như những người già như má có thể quen biết cái cô đó là cô ưng chồng Đức. Xong khi mà qua đây á, thì cô cũng đi làm, nhưng mà một điều á là cô toàn đi làm cho người Việt Nam không, tại cô không biết tiếng Đức. Mà đi làm cho người Việt Nam á, thì thường là người ta sẽ khai là ngày xưa là khai 450 cho mini job á, hồi cái đó là không có đóng bảo hiểm, không có đóng bảo hiểm y tế, không đóng bảo hiểm hưu trí, cho nên là cô sẽ không có lương hưu, phải khá là như vậy. Nhưng mà khi mà cô về già đó, thì bắt đầu cô có thể làm đơn, tại vì cô được rồi. Cô sống hợp pháp ở Đức mà, thì khi mà về già thì cô làm đơn xin tiền người già. Cái thời điểm cách đây 8 năm á, thì cô xin được là 650 một tháng để chi tiêu. Đó là trong trường hợp cô làm đi thuê nhà, không có tiền ở trong nhà bay, không có lương hưu thì sẽ được hỗ trợ tiền người già như vậy để sinh sống. Nhưng mà để xin cái đó thì nói chung là cũng tùy trường hợp á. Người già thì theo mắt người ta nghĩ là dễ sinh hơn người trẻ, nhưng mà còn nếu mà tính ra là người Đức á, tại cô đó là người Việt Nam di cư qua, cho nên là không có cái khoảng thời gian là cống hiến cho nước Đức, không có, cho nên như vậy. Còn người già nước Đức thì cái số là họ có lương hưu, giống như ông nội của khoai tây là ngày xưa là kỹ sư thì đi làm bình thường, có lương hưu, có nhà có cửa bình thường, có tiền trong ngân hàng, cái gì tiết kiệm được. Còn cái việc mà người Đức có
có tiền trong tài khoản hay không thì nói chung là cũng cũng tùy trường hợp. Thích chơi trò ngậm muỗng vào chú nè. Thì người có tiền thì bỏ tâm trong tài khoản, người không có tiền thì chịu thôi. Bác má nó phải chơi cái này, má đang nhiều chuyện. Lãi suất ở bên này nó thấp lắm mọi người ơi. Lãi suất cho vay với lại lãi suất cho vay nó thấp lắm. Mà lãi suất mà mình vay nữa. Lãi suất mà mình vay ngân hàng nó thấp lắm. Rồi lãi suất mà cho ngân hàng vay nó không có luôn á. Cho nên thường á là những cái người mà ta có nhiều tiền không như ông nội hay ta chẳng hạn mấy người già thì sẽ là họ sẽ tìm một cái quỹ đầu tư. Khi mà người ta bỏ tiền vào đó thì sẽ mới có lãi suất mà nó thấp. Nghe chưa nhỉ? Thì đó là dạng đầu tư nào thì mới bán, người ta không biết chuyện gì mà người ta nói vậy. Còn cái thứ hai nữa là những công ty chứng khoán, thì thay vì là mua chứng khoán rủi ro thì người ta sẽ mua những cái công ty an toàn để mà về lâu về dài là nó có sinh lợi, nhưng mà sinh lợi thấp, kiểu như vậy. Chứ người ta ít bỏ số tiền lớn trong ngân hàng, tại vì bên này lãi suất thấp lắm, không có lời. Có nhiều khi hả mình phải trả tiền phí ngân hàng giữ tiền cho mình nữa. Không giống như Việt Nam, Việt Nam mình lãi suất cao quá. Còn với giới trẻ như ba con tay là có tiền ít trong ngân hàng là bởi vì cái thời gian làm việc cống hiến nó thấp, nó ngắn quá, đâu có tiết kiệm được nhiều. Ba khoai tây mới đi làm có mấy năm mà toàn là đi học không, thì ông nội có lương hưu cho nên ông nội có bảo hiểm à. Còn những cái người mà người ta ăn tiền xã hội á thì được nhà nước trả tiền bảo hiểm đi. Còn những cái người đi làm như ba khoai tây là tự trả tiền bảo hiểm, cho nên thành ra cái bảo hiểm y tế bên này là bắt buộc bởi vì bởi vì cái chi phí bệnh viện mất mà bác không nhớ nha, bất kỳ bắt lắm và nó bắt buộc nha, sinh viên cũng bắt buộc cũng phải có bảo hiểm y tế bên này. Bảo hiểm ở Việt Nam bây giờ bảo hiểm y tế là bắt buộc rồi. Những cái người lao động tức là ai cũng có thể đóng bảo hiểm y tế được, chỉ có là bảo hiểm y tế ở Việt Nam mình nó quá rẻ. Đó là như là nó có thể không nhớ, nhưng mà ngày xưa cách đây 10 năm hình như có mấy chục ngàn một tháng hay sao. Này tới em bà gần đây đóng là 200 mấy một tháng, có chỗ 500 mấy một tháng. Cho nên bảo hiểm y tế ở đây là cái thẻ đó là mình có thể vô bất kỳ một bệnh viện hoặc là phòng khám nào được đều chấp nhận được. Thậm chí mà cái bảo hiểm y tế của bác khoai tây là đợt trước đi qua bên Pháp khám đó thì mình trả tiền túi, nhưng mà mình cầm cái hóa đơn về bên Đức, công ty bảo hiểm ta thanh toán lại, tại vì nó có hiệu lực trong vòng châu Âu, trong khối châu Âu á. Nếu mà mình đi ra khỏi khối thì ví dụ như về Việt Nam là gia đình khoai tây có mua bảo hiểm riêng, bảo hiểm du lịch. Nút áo, nút áo. Còn
những cái đối tượng mà bảo hiểm công từ chối thì mình sẽ có bảo hiểm tư. Những đối tượng bảo hiểm tư từ chối đó là sinh viên trên 30 tuổi. Đó là trường hợp mắc phải đây với lại gì thật là bắt buộc phải mua bảo hiểm tư. Bảo hiểm tư tất nhiên là cho sinh viên nó rẻ. Nó rẻ hơn bảo hiểm công. Bảo hiểm công hồi xưa cách đây 8 năm là má và tay nhớ là bảo hiểm công là mỗi sinh viên là đóng 150-160 một tháng. Trong khi má và tay hình như là đóng 30 mấy thôi. Ờ vô vô đằng kia. Ba, tại vì con chơi mà con phá cho ba mới lấy đó. Nhưng mà bảo hiểm công mà bảo hiểm đó là bảo hiểm tư ha, bảo hiểm tư và 300 mấy một tháng hình như còn bây giờ là chị Thạch mua bảo hiểm tư tăng lên rồi, hình như là để hỏi là chị Thạch nhưng mà chắc là cũng tăng nhiều không để cách đây 10 năm nữa. Còn mà bảo hiểm tư dành cho người già đó là tại vì ví dụ như là như vậy nè, ba mẹ mình ở Việt Nam không có ai chăm sóc già không sao trẻ ít ngừng ok ngừng chắc không ok không hả, nó phải tay quậy quá không khác mấy quay tay kể tiếp ví dụ bảo hiểm tư dành cho người già mà khi mà đi được mình bảo lãnh 3 ngày này qua đây định cư. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Tạm thời gia đình Khoai Tây tạm biệt cả nhà tại đây ha. Xin hẹn gặp lại những video sau. Khoai Tây dọc tay lạ và cô chú. Giỏi con bye bye. Bye bye. Bye bye. Mình hẹn gặp lại. Bye bye. Lật bye bye. Mình gió âm âm không bà cô chú tại vì chán rồi. Bye bye. Bye bye.